Thì không biết là đây là lần đầu tiên mà Tino và Hoàng Yến Chibi cùng đến game show là nghệ sĩ thử tài B336. Thì không biết là cảm giác của Tino đầu tiên là gì nào? Hồi hộp chỉ có 7 phần thôi, tại vì 3 phần em đã biết trước nhóm B36 qua cái chương trình với chị Cát Tường rồi. À. Nên là nhìn được những cái nhân tài ở ngoài đây rất là vui. Còn không biết Hoàng Yến Chibi thì cảm giác như thế nào nhỉ? Hôm nay khi mà đến đây thì em đã cố tình ăn mặc kiểu trông trẻ hơn để cho trông giống các bạn ý, nhưng mà thực ra thì cũng thấy hơi sai sai một chút. Nói chung là hôm nay mình sẽ thử thi đấu với các bạn xem mình thông minh đến mức độ như thế nào. Cảm ơn Hoàng Yến và Tino rất là nhiều. Tinh thần thì đã sẵn sàng rồi. Hãy chờ đón xem những màn đấu trí giữa hai đội khách mời và chủ nhà sẽ ra sao với vòng thi được mang tên Đấu Trường Âm Nhạc. Vòng 1 Đấu Trường Âm Nhạc sẽ gồm 20 đoạn nhạc bí mật. Nhiệm vụ của hai đội chơi là khi đoạn nhạc cất lên sẽ phải bấm chuông thật nhanh để đưa ra tên chính xác của ca khúc đoạn nhạc đó. Mỗi đoạn nhạc sẽ chỉ được trả lời tối đa 3 lần. Trả lời chính xác tên bài hát, người chơi sẽ được 1 điểm. Tổng số điểm của đội P336 sẽ được tính trên điểm của hai thành viên có thành tích tốt nhất. Kết thúc vòng thi đầu tiên, nếu đội nào có tổng số điểm cao hơn sẽ giành quyền ưu tiên được cộng thêm 2 điểm vào vòng thi tiếp theo. Với vòng đầu tiên, Đấu Trường Âm Nhạc với thể lệ như sau. Chúng ta sẽ trải qua 20 giai điệu khác nhau. Hãy cố gắng bấm chuông thật nhanh và giành lấy số điểm về cho đội của mình. Và các bạn có 3 lượt để trả lời cho bất cứ ai bấm chuông thật nhanh. Ai trả lời đúng được 1 điểm, ai trả lời sai không bị trừ điểm. Và chúng ta sẽ phân định thắng thua theo tổng điểm của từng đội. Với đội khách mời, chúng tôi sẽ cộng tổng điểm của cả hai nghệ sĩ. Với đội chủ nhà B336, chúng tôi sẽ chọn ra hai thành viên có số điểm cao nhất và cộng lại để ra tổng điểm. Chúc cho các bạn may mắn. Em hỏi nhờ cái này là để đập vào đây hả? Không phải. Kính thưa quý vị và kính thưa khách mời, đó chính là dụng cụ để chúng ta có thể ổn định lại RAM, CPU, bộ nhớ của mình. Đây là đập vào đầu nhau hả? Đây. Chị cũng có mà. Nào thử nào. Ôi em đẹp quá. Và bây giờ sẽ là giai điệu đầu tiên. Kylie. Đây là bài Shake It Off của Taylor Swift. Chúc mừng bạn, 1 điểm dành cho Kylie. Và bây giờ là giai điệu thứ hai. Người luôn đứng ở đằng sau, chỉ muốn giữ lấy mình bên nhau. Tiếp, xin mời bạn. Một người luôn đứng ở đằng sau, chỉ muốn giữ lấy mình bên nhau. Đây là bài Vui Đi Em ạ. Của anh Subin Hoàng. 1 điểm dành cho Tiếp. Vâng, và chúng ta sẽ đến với bài hát thứ 3. Trời ơi, mới có 3 nút nhạc à. Nào Hana ơi. Nào ơi. 10, 9, 8, 7, 6. Hơ re rên rỉ. Có gì tôi nghe hơi. Rên rỉ, ông này. Hơ re lên rẫy. Chưa chính xác. Hèn chi. Dạ thưa chị là bài. Thưa anh là bài Hơ re lên rẫy. Chính xác. Nào lắng nghe những giai điệu bất hủ nào. Nào Hoàng Yến chị bị. Hình như bài này là anh Break My Heart à. Sai rồi. Diệu Minh. Dạ, yeah, You're Not Alone. Chính xác. Rồi, xin mời bài hát tiếp theo. Buồn xuôi ơi. Nào ai ấn đi trước. Tiết lộ với quý vị, đây là một bài hát của một cố nhạc sĩ. Và bài hát này có 4 chữ. Tựa đề bài hát có nói đến nickname của cô ca sĩ đó luôn. Xin mời Hoàng Yến Chibi. Bụng ơi, bụng à. Nói gì mà nghe không nghe không chơi cái trời á. Nói lại bằng tiếng người đi. Người lớn á. Bụng à, bụng ơi ạ. Bụng à, bụng ơi. Chưa chính xác. Xin mời cái gì? Dạ thưa anh, bụng ơi, bụng à. Trời ơi, bỏ. Ủa, tôi nghe cái mùi tắm cám đâu đây á. À, bị nhiễm. Một lượt cuối cùng nào. Bụng bằng. Nè, bóng bang bang rồi tôi giận luôn nha. Khoan, để tôi đúng nè. Dạ, theo cái sự mà là bài Bóng ơi.
Bốn chữ, bốn chữ mà. Bốn chữ cơ mà. Việc thi cũng đã sai và đáp án của chúng ta là thỏa bún là người. À đúng rồi. Và bây giờ sẽ là giai điệu tiếp theo, một trong những giai điệu rất quen thuộc, đặc biệt là cho các fans hâm mộ điện ảnh. Oily. Universal. Universal chính xác. Đó chính là nhạc hiệu của Universal Pictures. Em bắt đầu cảm thấy hoang mang chưa? Lỏng ở đây rồi. Rồi bây giờ sẽ là cơ hội gỡ điểm dành cho các bạn. Chú ý lắng nghe bài hát sau đây. Bài này hot lắm đi nè. Xin mời bạn Yến Chi Bi. Đất Việt ạ. Chính xác, chúc mừng bạn. Yeah, một điểm đầu tiên. Yeah, cuối cùng mình đã được một điểm. Bài hát tiếp theo ạ. Kenji. Mời 9 8 7 6 5 4. Worth it. Hả hả? Quên rồi hả? Bài gì quên rồi? Worth it. Worth it. Chính xác. Bài hát tiếp theo ạ. Mẹ ngồi chăm nam như thân thương muôn đời. Xin mời Kira Kira. Dạ theo con là bài ca dao mẹ. Ca dao mẹ. Chính xác. Anh chưa kịp làm gì em luôn. Em chưa kịp bấm luôn ấy. Mấy bạn này là có tuyệt chiêu hết đấy. Nói chung là chưa cần biết là cứ bấm trước. Thấy không? Để dành quyền trả lời. Nên là mọi người nên tranh thủ là bấm trước đi, suy nghĩ sau. Anh tranh thủ đi. Đây, đây, đâu rồi? Anh chưa bấm được cái nào luôn á. Cho em bài nhạc tiếp theo ạ. Dragon ấy. Đúng không? Bài của chị Dragon ấy. Bang, bang, bang. Chính xác. Chúc mừng Tino với điểm đầu tiên của mình. Sung sướng lắm, mãi hai đứa mới được 2 điểm đấy. Và bây giờ sẽ là bài hát tiếp theo. Học trang hoa, lắng cha nhân. Xin mời bạn Yến Chi Bi. Khăn quàng thắp sáng vai em. Yeah. Em đúng được quá. Một tràng pháo tay để an ủi cho Hoàng Yên. Không, em đúng được nữa. Và xin mời các lần tiếp theo. Tino ẩn đi. Cái gì? À. Cứ bò, cứ bò. Khăn quàng thắp sáng bình minh. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Nói nhỏ nghe bài tiếp theo là tao nói siêu siêu hot là, luôn ấy. Bấm luôn ha. Tập trung siêu hot luôn ấy. 1 2 3. We don't talk anymore. Oh yeah. Hay là em trả lời nữa chứ em mà để cho Tino là em mất lượt luôn em rồi. Em nghe là tiếng Nhật Bản mà. Và bây giờ sẽ là ca khúc tiếp theo. Buông tiếng đàn vang tình tang đi. Nào. Hoàng Yến xin mời bạn. Thương Nguyễn Tình Đồng. À. Đời sinh viên. Đời sinh viên. Đời sinh viên. Em đúng rồi. Bạn rất là tự tin. Đời sinh viên. Ồ em đang hát mà. Chốt đi. Bài ấy tên là Đời sinh viên. Cây đàn sinh viên tầng 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 tầng. Bài hát kế kế cuối lên. Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu. Và tiếp tục sẽ là Hana. Xin mời em. Hồ, hồ trên, bài này là hồ trên đá. Hồ trên đá. Chưa chính xác, xin mời Hoàng Chi Bi. Bây giờ là em hát thật đây nè, hát thật đây nè. Này hát đi, hát đi. Vô nào. Người đàn bà hoa đá. Chính xác. Quá dữ luôn. Như vậy bạn Yến Chi Bi đã lấy thêm được một điểm của mình rồi. Chúc mừng bạn với 4 điểm. Dễ thương. Và bây giờ sẽ là ca khúc tiếp theo. Cánh đồng chỉ một mình. Thì ra là dạ Lý Đức Dòng. Lý Đức Dòng. Chính xác. Và bây giờ sẽ là bài hát tiếp theo. Tiếp theo. Bắt hụ ra. Take me to your heart. Take me, take to, your me heart. To your heart. Chính xác. Bây giờ là bài cuối cùng nha. 3, 2, 1, âm nhạc. They only learn that the twist can come. Nào, Vương Tuyền. Can you feel better tonight? Chính xác, chúc mừng Vương Tuyền với điểm đầu tiên của mình. Tên bài hát đúng dài luôn. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được vòng thi đấu đầu tiên đấu trường âm nhạc rất thú vị. Và tổng điểm như sau. Đội khách mời gồm Hoàng Yến Chi Bi và Tino. Các bạn 4 cộng 2 bằng 6 điểm. Chúc mừng các bạn. Ủa 4 lận hả?
Ba đội chủ nhà B336, chúng tôi đã chọn ra hai thành viên có số điểm cao nhất đến từ Kira và đại diện là Diệu Minh. 3 + 2 = 5. Và chúc mừng vô đội chủ nhà. Đã thua. Trời, chúc mừng đội thua là sao ấy nhỉ? Không, chúc mừng vì các bạn đã cố gắng hết sức và thua cuộc. Và Hoài Anh, Chibi, Tino, các bạn đã được cộng lên 2 điểm ở vòng thi đấu thứ hai được mang tên Đấu trường kiến thức.